Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng, người nhiều lần tung tin bịa đặt về chủ tịch Sacombank. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín về việc ông Đặng Tất Thắng, cựu chủ tịch FLC, dấu hiệu tội phạm do lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Qua xác minh bước đầu, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng sinh năm 1981, quê quán Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thường trú tại Thợ Nhuộng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, chỗ ở chung cư FLC, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu. Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, ngày 22 tháng 5 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, Hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục hồ sơ nghiệp vụ, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội phối hợp truy tìm. Ông Đặng Tất Thắng, chủ tài khoản Facebook Thăng Giang, đã hai lần đăng tải thông tin sai sự thật, xâm phạm uy tín, hình ảnh của Sacombank và lãnh đạo ngân hàng này. Ngày 1 tháng 4 năm 2024, tài khoản Facebook Thăng Giang đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc ông Dương Công Minh đã bị Bộ Công an cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trước thông tin lan truyền về ông Dương Công Minh, cổ phiếu Sacombank bị bán mạnh. Hơn 35 triệu cổ phiếu STB được khớp lệnh sau chưa đầy một giờ giao dịch đầu phiên sáng ngày 2 tháng 4, có lúc giảm về gần mức giá sản. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2023, Sacombank đã có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị xem xét giải quyết sự việc liên quan đến trang Facebook Cơ Thăng Giang đăng tải thông tin mang tính xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, hình ảnh chủ tịch hội đồng quản trị và lãnh đạo ngân hàng Sacombank. Đến ngày 10 tháng 5, ông Đặng Tất Thắng, chủ tài khoản Thăng Giang, đã lên tiếng xin lỗi về bài viết trên trang cá nhân liên quan đến Sacombank. Sau khi xác minh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Tất Thắng do đăng tải thông tin xúc phạm uy tín. Danh dự của ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank. Ông đặng Tất Thắng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành xây dựng và quản lý dự án tại Đại học Nottingham, Vương quốc Anh. Ông được biết đến với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways sau khi cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt để điều tra. Sau một thời gian ngắn, ông đặng Tất Thắng thôi giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp này trước khi đầu quân tại flc ông đặng tất thắng từng là phó tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản coril giám đốc dự án tập đoàn đầu tư tài chính sao việt